bỏ rơi một đứa. Chúng tôi chỉ lấy nhau, chúng tôi không còn gì để nói nữa. Ủa anh Huy ơi, đứa nào kiếm được tiền bây giờ bị trời phạt nha. Ủa mà chơi bỏ nhà anh Huy ơi, cái chân của anh đâu? Em không thấy chân của anh. Chứ tôi bị triệt tiêu hết rồi. Không thấy chân của anh à? Cái chân nó đang để trong một cái khoảng trống nào đó. Con bạn này là ai vậy? Chân này hả? Bóc giác. Ê Tuấn Trần. Bóc giác khách sạn. À cái nào. Ủa Tuấn, đã về qua nước không? Ê cái chân của Tuấn đâu? Cái chân Tuấn đâu? Cái chân Tuấn đâu? Cái chân Tuấn đâu? Con bây giờ chân Tuấn có rồi. Chân của chồng mình cũng có rồi. Ê chân anh Huy không có. Em nói nha, chân anh Huy vẫn không có nha. À, chân anh Huy đâu, thấy cái bụng thôi à. Lấy cái bụng vậy. Trời ơi, đâu mới đang ngồi chơi đòi về quê ăn Tết. Bánh này sao? Bánh này sao? Giá kẹt. Đi với anh tỷ mua đồ 90 triệu mà ngồi mà anh tỷ trả giá 50 bạc không dám ngồi hai chiếc xe. Trời ơi hai gì để xe ta ngồi hai chiếc không 250. Trời ơi yêu thương nhau đùm bọc, sợ tài xế bỏ rơi một đứa. Chúng tôi chỉ lấy nhau, chúng tôi không còn gì để nói nữa. Ba đứa nào kiếm được tiền bây giờ bị trời phạt. Tỷ mua đồ 90 triệu mà ngồi anh tỷ trả giá 50 bạc không dám ngồi hai chiếc xe. Trời ơi hai gì để xe ta ngồi hai chiếc không 250. 250 chiếc ngồi 6 đứa. Trời ơi đi hai chiếc, chiếc xin lỗi bạn mình chịu phi mình đi chung chiếc. Xin lỗi bạn phi mình mới cán mất 100 tỷ các bạn mà mình thích 250 vậy luôn. Hai ngày nay mình không cho ai lần nào hết. Thôi vậy thôi. Cái này là mình chịu khổ chứ. Đâu nãy giờ mất lên mà 250 mà nói mặt này. Thôi đi. Có làm cái mặt vậy đó. Nếu mà nếu như một mình ổng á mình không nói gì, nhưng mà cái ông kế bên nó đi túc túc á, cái ông đất này á, nhìn cái ông có cái mặt giống kiểu như là mày xui quá á, kiểu vậy anh hiểu không? Kiểu này mày xui quá. Hiểu không? Kiểu mà ông này bắt tay cái mặt vậy nè. Sao nó chịu chở ta? Nó vậy đó. Chờ ta nghe luôn, không có quan tâm tới mình. Chờ ta nghe luôn, đeo ta nghe luôn. Đầu quá, đeo nghe luôn à. Không có quan tâm tới mình. Ghét chịu, đồn chiếc, tổng cộng 250 thôi. Tiết kiệm được 50 bạc. Hèn hạ thiệt. Phim cán mốc 100 tỷ mà 50 bạc. Vì gì là 37 ngàn 50 bạc nè, mình do nè 77 nam chính gia đình bán tiết kiệm 37 ngàn. Nam chính gia đình bán một trong những tiệm bánh được yêu thích nhất hiện nay. Mỗi tháng mỗi 600 tỷ, mỗi 600 tỷ. Mình đi dơ bà ngồi vậy đi. Ai quẹo đau nha, quẹo đau, quẹo đau.